cuộc sống có một ý nghĩa phi thường nhất với vẻ đẹp tuyệt vời của nó, sự đau khổ và lo âu xao xuyến không cùng của nó. Việc tích lũy tiền bạc bằng cách làm việc từ lúc 8 hay 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều suốt năm này tháng nọ. Vào lúc cuối cùng của tất cả những điều đó, chúng ta đã làm gì với cuộc sống mới được chứ? Tiền bạc, tình dục, xung đột không ngơi của cuộc tồn sinh, sự mòn mỏi, cực nhọc, khổ ải và thất chí, âu sầu dở mộng. Đó là tất cả những gì chúng ta có. Vậy có lẽ những niềm vui đôi lúc thoáng qua, hay có lẽ bạn yêu thương ai đó hoàn toàn trọn vẹn, không có bất cứ một cảm thọ nào của bản ngã cả. Dường như có quá ít ỏi công bằng trên thế giới. Những triết gia đã nói rất nhiều về sự công bằng. Những nhà hoạt động xã hội cũng nói về công bằng. Người trung bình muốn có sự công bằng, nhưng có sự công bằng trong cuộc sống chút nào không? Người thì khôn ngoan, có vị trí tốt đẹp, với một tâm trí minh mẫn và tướng tốt, có đủ mọi thứ mà y ta muốn. Còn người khác thì không có gì. Người thì được học vấn cao, thạo đời, tự do thực hiện những gì y ta muốn. Còn người khác thì là một kẻ què quạt nghèo nàn ở tâm hồn cũng như trong trí não. Người thì có khả năng viết lách và nói chuyện, một con người tốt. Còn người khác thì không. Điều này đã là vấn đề của triết học với tình yêu chân lý, tình yêu cuộc sống của nó. Nhưng có lẽ chân lý thì ở trong cuộc sống, chứ không phải trong sách vở, xa vời với cuộc sống, không phải trong những ý tưởng. Có lẽ chân lý ở nơi mà chúng ta đang là và ở trong cái cách mà chúng ta sống. Khi ta quan sát xung quanh, cuộc sống dường như rỗng tuếch và vô nghĩa đối với hầu hết mọi người. Có bao giờ con người có thể có được công bằng không chứ? Có bất cứ sự công bằng chút nào trên thế giới không? Người thì da trắng, người thì da đen, người thì minh mẫn, có ý thức, nhạy cảm, đầy cảm tính, biết yêu một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, yêu vẻ lộng lẫy của một dần trăng, ánh sáng lạ kỳ trên mặt nước. Người thì thấy tất cả những điều đó, còn người khác thì không. Người thì biết điều, tinh thần lành mạnh, khỏe mạnh, và người khác thì không. Vì thế, ta hỏi một cách nghiêm túc rằng, có sự công bằng chút nào trên thế gian này không? Tất cả mọi người đều được cho là bình đẳng trước pháp luật. Nhưng một số người thì được bình đẳng hơn những kẻ khác vốn không đủ tiền để mướn các luật sư giỏi. Một số người sanh ra ở giai cấp cao, những người khác thì sanh ra ở giai cấp thấp. Sau khi quan sát tất cả những điều này trên thế giới thì rõ ràng là có rất ít sự công bằng. Vậy thì sự công bằng ở đâu mới được chứ? Dường như chỉ khi nào có lòng từ ái yêu thương thì mới có sự công bằng. Lòng từ ái yêu thương là sự chấm dứt đau khổ. Từ ái yêu thương không sản sanh ra từ bất cứ tôn giáo nào hay từ việc theo bất cứ một giáo phái nào. Bạn không thể vừa là một người Ấn Độ với tất cả những mê tín và những thần thánh được phát minh bày vẽ của bạn, và vậy mà vẫn có thể trở nên từ ái yêu thương được. Bạn không thể được đâu. Để có lòng từ ái yêu thương, ắt phải có sự tự do giải thoát. Sự tự do giải thoát hoàn toàn và triệt để khỏi tất cả mọi sự quy định. Sự tự do giải thoát như thế có thể khả hữu được không? Trí não con người đã bị quy định trên hàng triệu năm rồi. Đó
là một thực kiện. Và dường như chúng ta càng sở hữu kiến thức nhiều hơn về tất cả những sự vật của trời đất, thì chúng ta càng bị sa lầy sâu hơn. Khi có lòng từ ái thương yêu, thì với lòng từ ái thương yêu đó sẽ có sự thông minh, và sự thông minh đó sẽ có nhãn kiến về sự công bằng. Chúng ta đã phát minh những ý tưởng về nghiệp, karma và sự đầu thai, và chúng ta cho rằng bằng việc phát minh bày vẽ những ý tưởng này, những hệ thống này về một cái gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, rằng chúng ta đã giải quyết xong vấn đề công bằng. Sự công bằng bắt đầu chỉ khi nào tâm trí rất ư là trong sáng, rất ư là minh mẫn, và khi nào có được lòng từ ái thương yêu. Trí não của chúng ta là những khí cụ rất là phức tạp. Trí não của bạn hay trí não của diễn giả thì thuộc về trí não của nhân loại. Nó không chỉ vừa mới phát triển từ lúc bạn được sanh ra cho tới bây giờ thôi đâu. Nó đã tiến hóa qua vô lượng thời gian và quy định thức tâm bạn. Thức tâm đó không có tính cách cá nhân. Nó là mảnh đất mà tất cả mọi con người đều đứng trên đó. Khi bạn quan sát thức tâm này với tất cả nội dung của nó, những tin tưởng, những giáo điều, những khái niệm, những sợ hãi, những khoái lạc, những thống khổ, nỗi cô đơn, sự buồn rầu và vô vọng, nó không phải là thức tâm của cá nhân bạn. Không phải cá nhân gom nắm thức tâm này. Chúng ta bị quy định một cách sâu thẳm nên cho rằng chúng ta là những cá nhân riêng biệt, nhưng nó không phải là trí não của bạn hay của tôi. Chúng ta không hề tách biệt riêng rẽ bao giờ. Chúng ta bị quy định bởi giáo dục, bởi tôn giáo quá mức đến độ chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những thực thể riêng biệt với những linh hồn riêng biệt và vân vân. Chúng ta không phải là những cá nhân chút nào cả. Chúng ta là kết quả của hàng ngàn năm kinh nghiệm của con người, của hàng ngàn năm nỗ lực gắn công và tranh đấu của con người. Vì thế, chúng ta bị quy định. Do đó, chúng ta không bao giờ được tự do giải thoát cả. Bao lâu mà chúng ta còn sống với hay bởi một khái niệm, một kết luận, với những ý tưởng hay lý tưởng nào đó, thì trí não của chúng ta vẫn không tự do giải thoát. Và do đó, không hề có được lòng từ ái yêu thương. Nơi nào có sự tự do giải thoát khỏi tất cả mọi sự quy định, điều đó có nghĩa là tự do giải thoát khỏi việc là một người Ấn Độ, một người Công giáo, một người Hồi giáo hay một người Phật giáo. Tự do giải thoát khỏi việc bị vướng kẹt trong sự chuyên hóa, mặc dù sự chuyên hóa vẫn có vị trí của nó. Tự do giải thoát khỏi việc bỏ cả đời ta cho tiền bạc, rồi thì nơi đó có thể có lòng từ ái yêu thương. Bao lâu mà trí não còn bị quy định, mà hiện giờ nó đang là thế, thì sẽ không hề có tự do giải thoát cho con người bao giờ. Không hề có sự vươn lên hay tiến hóa của con người qua kiến thức bao giờ. Như một số triết gia và nhà sinh vật học luôn nói, kiến thức là cần thiết. Lấy một chiếc ô tô, làm kinh doanh, đi từ đây đến nhà bạn, làm phát sinh sự phát triển kỹ thuật và vân vân. Nó là cần thiết, chứ không phải kiến thức tâm lý mà ta đã thu lượm về chúng ta. Cuối cùng là đưa đến ký ức. Ký ức vốn là kết quả của những áp lực bên ngoài và những đòi hỏi bên trong. Cuộc sống chúng ta bị dở dụng, manh mún, phân chia, chứ không bao giờ là toàn nguyên cả. Chúng ta chưa hề có một sự quan sát toàn thể bao giờ.
chúng ta quan sát từ một quan điểm cá biệt, chúng ta vỡ nát trong chính mình, để rồi cuộc sống chúng ta luôn mâu thuẫn trong chính chúng. Do đó, luôn có sự xung đột không ngơi. Chúng ta không bao giờ nhìn ngó cuộc sống như là một toàn thể cả, viên mãn và bất khả phân chia. Từ ngữ toàn thể có nghĩa là khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Nó cũng có nghĩa là thiêng liêng. Từ ngữ đó có một ý nghĩa rất tuyệt vời. Đó không phải rằng là những thành phần manh mún khác nhau trở thành hợp nhất trong tâm thức con người của chúng ta. Chúng ta luôn luôn cố gắng hợp nhất những mâu thuẫn khác nhau. Nhưng có thể nào nhìn ngó cuộc sống như là một toàn thể không? Cuộc sống bao gồm khổ đau, khoái lạc, đau đớn, lo âu xao xuyến cực kỳ. Cô đơn, đi làm việc, có một căn nhà, tình dục, có con cái. Như thế chúng không phải là những hoạt động riêng biệt, mà như là một vận hành toàn thể, một hành động thống nhất. Điều đó có thể được chút nào không? Hay là chúng ta phải sống triền miên trong sự manh mún và do đó mãi mãi ở trong xung đột? Có thể nào quan sát sự manh mún và sự đồng hóa với những mảnh vụn này không? Quan sát chứ không phải sửa sai, không phải vượt qua, không phải chạy trốn hay đàn áp, mà là quan sát. Đó không phải là vấn đề làm gì về điều đó. Bởi vì nếu bạn cố gắng làm một cái gì đó về điều đó, thì bạn đang hành động từ một mảnh vụn và do đó tô bồi, dung quán thêm cho những mảnh vụn và phân chia nữa mà thôi. Ngược lại, nếu bạn có thể quan sát một cách toàn thể, quan sát toàn bộ vận hành của cuộc sống như là một, rồi thì sự xung đột với năng lực phá tán của nó không những chỉ chấm dứt thôi, mà lại còn đem đến từ sự quan sát đó một lối tiếp cận mới hoàn toàn với cuộc sống. Tôi không hiểu liệu ta có ý thức được rằng cuộc sống hàng ngày của ta lại dở dụng đến vậy không? Và nếu ta có ý thức được, thì ta có hỏi, làm thế nào tôi có thể ráp nối tất cả những điều này lại với nhau để tạo thành một toàn thể không? Và ai là thực thể? Cái tôi sẽ ráp nối tất cả những thành phần khác nhau này lại với nhau và hợp nhất chúng lại. Thực thể đó không phải nó cũng là một mảnh vụn sao? Tự thân tư tưởng đã là manh mún, vụn vặt rồi, bởi vì kiến thức thì không bao giờ toàn hảo về bất cứ điều gì. Kiến thức là ký ức được tích lũy và tư tưởng là sự đáp ứng của ký ức đó. Và vì vậy, nó cũng bị giới hạn. Tư tưởng không bao giờ có thể làm phát sanh được một cái nhìn nhất quán về cuộc sống cả. Vì thế, có thể nào ta quan sát nhiều mảnh vụn vốn là cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nhìn ngó chúng như là một toàn thể không? Ta là một giáo sư đại học hay một thầy giáo, hay chỉ là một người chủ gia đình, hay là một ẩn sĩ đã từ bỏ thế gian? Những thứ này đều là những lối sống hàng ngày manh mún. Có thể nào ta quan sát toàn thể vận hành của cuộc sống manh mún của ta với những động cơ riêng rẽ và phân ly không? Có thể nào ta quan sát chúng hết thảy mà không có người quan sát không? Người quan sát là quá khứ, là những tích lũy của những ký ức. Y là quá khứ đó và đó là thời gian. Quá khứ đó đang nhìn ngó sự manh mún này và quá khứ như là ký ức, thì trong chính tự thân nó cũng là kết quả của những manh mún trước đó. Vì thế, có thể nào ta quan sát mà không có thời gian, không có tư tưởng, những hồi nhớ về quá khứ và không có ngôn từ không?
bởi vì ngôn từ là quá khứ, ngôn từ không phải là sự vật. Ta luôn luôn nhìn xuyên qua những ngôn từ, xuyên qua những giải thích, vốn là những vận hành của những ngôn từ. Chúng ta chưa bao giờ có một nhận thức trực tiếp. Nhận thức trực tiếp hay trực ngộ là tuệ giác sẽ chuyển hóa chính những tế bào não bộ. Trí não của con người đã bị quy định qua thời gian và nó vận hành trong tư duy. Nó bị vướng kẹt trong cái dòng lẩn quẩn đó. Khi có một sự quan sát thuần túy về bất cứ một vấn đề nào thì sẽ có một cuộc chuyển hóa, một cuộc thay đổi trong chính cấu trúc của những tế bào. Chúng ta đã tạo ra thời gian, cái thời gian tâm lý. Chúng ta là chủ nhân của thời gian bên trong đó mà tư tưởng đã kết tạo lại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thấu hiểu bản chất của thời gian mà con người đã tạo ra. Thời gian tâm lý dưới dạng hy vọng, thời gian như là sự thành đạt. Tại sao con người đã tạo ra thời gian thuộc về tâm lý, thuộc về bên trong vậy? Thời gian khi ta sẽ được tốt. Thời gian khi ta sẽ được tự do giải thoát khỏi bạo hành. Thời gian để đạt thành giác ngộ. Thời gian để đắc được một trạng thái tâm hân hỷ thanh cao nào đó. Thời gian như là sự tham thiền. Khi chúng ta vận hành trong lãnh vực của thời gian đó, thì ta sẽ luôn làm phát sinh ra một sự mâu thuẫn, và vì vậy có sự xung đột. Thời gian tâm lý là sự xung đột. Thật sự là một khám phá tuyệt vời nếu ta nhận thức được sự thật, chân lý rằng ta là quá khứ, là hiện tại và vị lai. Vốn là thời gian như là kiến thức tâm lý. Ta tạo ra một sự phân chia giữa cuộc sống chúng ta trong tâm thức mình và thời gian xa xôi sắp tới, vốn là cái chết. Nghĩa là ta luôn sống với tất cả những vấn đề của ta, và sự chết là một cái gì phải được tránh né, trì hoãn, đẩy vào một khoảng thật xa, vốn là một sự manh muốn khác của cuộc đời ta. Quan sát một cách toàn thể, toàn bộ vận hành của cuộc sống là sống với sự sống và cả với sự chết. Nhưng ta bám trụ vào cuộc sống và né tránh sự chết. Ta ngay cả còn không nói đến nó nữa, huống là. Vì thế, không những ta đã làm manh mún, làm dở dụng cuộc sống mình về phương diện vật lý cạn cợt, mà ta lại còn tách biệt mình ra khỏi sự chết nữa. Chết là gì? Không phải nó là thành phần của cuộc sống ta sao? Ta có thể kinh sợ, ta có thể muốn tránh né sự chết và kéo dài sự sống. Nhưng cuối cùng, mọi sự rồi thì đều có sự chết. Sống là gì? Cái gì là sự sống? Vốn là thức tâm của chúng ta. Thức tâm vốn được tạo thành bằng nội dung của nó. Và nội dung của nó không khác với thức tâm. Thức tâm là những gì ta tin tưởng, những mê tín, những tham vọng của ta, sự tham lam, sự tranh cạnh, luyến ái, ràng buộc, đau khổ, sự thâm thẳm của cô đơn. Những thần thánh, những nghi lễ của ta, tất cả những điều đó đều là thức tâm của ta. Dùng chính là tự thân của ta vậy, nhưng thức tâm đó không phải là của riêng ta. Nó là thức tâm của nhân loại. Ta là thế giới, và thế giới là chính ta. Ta là thức tâm của ta với nội dung của nó. Nội dung đó là mảnh đất mà toàn thể nhân loại đứng trụ ở trên đó. Do đó, về phương diện tâm lý, bên trong ta không phải là một cá nhân. Bên ngoài ta có thể có một hình dáng khác với một người khác, vàng, nâu, đen, có thể là cao hay thấp, là đàn bà hay đàn ông. Nhưng ở bên trong, một cách thâm sâu, chúng ta đều giống nhau. Có lẽ với vài sự khác biệt, nhưng sự giống nhau thì
giống như một sợi dây sâu những viên ngọc trai lại với nhau. Chúng ta phải thông hiểu sống là gì, rồi thì chúng ta mới có thể hỏi chết là gì. Những gì xảy ra trước thì quan trọng hơn những gì xảy ra sau khi chết. Trước khi chấm dứt, rất lâu trước giây phút sau cùng, sống là gì? Có phải điều này là cuộc sống, nỗi cực nhọc vất vả và xung đột mà không hề có bất cứ sự tương giao nào với nhau cả này không? Cái cảm giác về sự cô đơn sâu thẳm bên trong này, đó là những gì chúng ta gọi là sống đấy. Để trốn tránh cái gọi là sống này, bạn đi vào nhà thờ, đền điện, cầu nguyện và cúng bái, vốn là một điều hoàn toàn vô nghĩa. Nếu bạn có tiền thì bạn đắm mình vào việc tiêu pha phung phí. Sự tiêu pha phung phí cho việc hôn nhân ở đất nước này. Bạn thừa hiểu tất cả những mánh khóe mà bạn sử dụng để trốn tránh thức tâm của chính bạn. Trốn tránh là tâm trạng của chính bạn. Đây là những gì được gọi là sống. Và chết là sự chấm dứt. Sự chấm dứt mọi thứ mà bạn biết. Sự chấm dứt mọi sự ràng buộc, luyến lưu. Sự chấm dứt tất cả tiền bạc mà bạn đã tích lũy. Mà những thứ đó bạn dùng không thể nào đem theo mình được. Do đó, bạn kinh sợ. Sợ hãi là thành phần của cuộc sống bạn. Và thế là, dù bạn là cái gì, dù giàu có, dù nghèo khổ, dù địa vị cao, dù bạn có quyền lực gì, dù bạn là loại chính khách gì đi nữa cũng vậy. Từ một nhân vật cao nhất cho đến một kẻ lừa đảo hạ cấp nhất trong chính trị, thì vẫn luôn có sự chấm dứt, vốn được gọi là sự chết. Và cái gì là cái sẽ chết? Cái tôi với tất cả những tích lũy mà bạn đã gom nhóm lại trong cuộc sống này. Tất cả đớn đau, cô đơn, tuyệt vọng, nước mắt, tiếng cười, đau khổ, đó là cái tôi với tất cả mọi ngôn ngữ của nó. Tổng gộp lại tất cả những điều này là cái tôi. Tôi có thể kỳ vọng rằng tôi có trong tôi một thần tính cao hơn nào đó, Atman, ngã thể, linh hồn, một cái gì trường cửu. Nhưng tất cả những điều đó đều được kết tạo thành bởi tư tưởng. Và tư tưởng thì không có gì là quyền bí thiêng liêng cả. Vì vậy, đây là cuộc sống của chúng ta. Cái tôi mà bạn luôn bám trụ vào, cái tôi mà bạn luôn luyến ái, trụ chấp vào. Và sự chấm dứt cái đó là sự chết vậy. Nó là sự sợ hãi cái đã biết và là sự sợ hãi cái chưa biết. Cái đã biết là cuộc sống của chúng ta và chúng ta sợ cuộc sống đó. Và cái chưa biết là sự chết mà chúng ta cũng sợ nốt. Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông hay một người đàn bà sợ chết chưa? Bạn có bao giờ nhìn thấy một cách thật gần, thật rõ không? Sự chết là sự khước từ toàn bộ quá khứ, hiện tại và tương lai, vốn là cái tôi. Và vì kinh sợ cái chết, bạn nghĩ rằng sẽ có những kiếp sống khác để được tiếp tục sống. Bạn tin vào sự đầu thai. Có thể hầu hết các bạn đều tin. Đó là một phóng hiện vui vẻ của sự an ủi, khuây khỏa, được phát minh bày vẽ bởi những kẻ không hiểu được sống là gì. Họ thấy sống là đau đớn, xung đột triền miên, khổ đau bất tận với một đôi lúc thoáng lóe lên của nụ cười, của tiếng cười, của niềm vui. Và họ nói, chúng tôi sẽ sống tiếp ở kiếp sau. Sau khi chết, tôi sẽ gặp lại vợ tôi, hay chồng tôi, con trai tôi, thượng đế tôi. Thế mà, chúng ta đã không hiểu được chúng ta là gì, và chúng ta đang bị luyến ái ràng buộc vào cái gì? Chúng ta luyến lưu ràng buộc vào cái gì vậy? Tiền bạc ư? Nếu bạn luyến lưu ràng buộc vào tiền bạc,
thì tiền bạc tức là bạn gì? Giống như một người mê luyến đồ cổ, thứ đồ cổ đẹp thế kỷ thứ 14, bóng lộn và rất có giá trị, y ta bị trói buộc vào đó. Do đó, y ta tức là đồ cổ đó. Vậy thì bạn luyến lưu ràng buộc vào cái gì? Vào thân thể bạn ư? Nếu bạn thật sự luyến ái thân xác mình, thì bạn có thể chăm sóc thân xác đó, ăn uống thích hợp, tập thể dục đều đặn, nhưng bạn lại không làm thế. Bạn chỉ luyến mộ ý tưởng về thân xác, cái ý tưởng chứ không phải cái công cụ thật sự. Nếu bạn luyến ái vợ bạn, thì đó là do bởi những ký ức của bạn. Nếu bạn luyến ái cô ấy, thì cô ấy sẽ làm bạn khuây khỏa về điều này hay điều nọ, với tất cả mọi chuyện tầm phào của sự luyến ái. Rồi cái chết đến, và các bạn phải chia ly thôi. Vì thế, ta phải thẩm tra, tìm hiểu rất cẩn thận và sâu xa sự luyến ái của ta. Cái chết không cho phép ta có được bất cứ cái gì khi ta chết. Thân xác ta bị hỏa thiêu hay chôn cất, và ta còn lại gì mới được chứ? Con trai ta, người mà ta đã tích lũy rất nhiều tiền bạc cho nó, để rồi nó sẽ hoang phí cẩu thả. Nó sẽ thừa kế tài sản của ta, đóng thuế và trải qua tất cả mọi lo âu xao xuyến kinh người của cuộc sống, giống y như là ta đã làm cho ta vậy. Có phải đó là những gì mà ta luyến lưu ràng buộc vào không? Hay là ta luyến lưu ràng buộc vào kiến thức của mình, vì ta đã là một nhà văn, nhà thơ hay họa sĩ vĩ đại? Hay ta luyến lưu ràng buộc vào ngôn từ, bởi vì ngôn từ đóng một vai trò hết sức lớn lao trong đời ta? Chỉ ngôn từ thôi. Ta không bao giờ nhìn ngó phía sau ngôn từ. Ta không bao giờ thấy rằng ngôn từ không phải là sự vật, rằng biểu tượng không bao giờ là thực tại cả. Có thể nào trí não, thức tâm con người được tự giải thoát khỏi sự sợ chết không? Bởi vì ta là chủ nhân ông của thời gian tâm lý. Có thể nào ta sống với sự chết không? Không phải tách rời sự chết ra như là một cái gì phải được tránh né, phải được trì hoãn, một cái gì phải được khử bỏ đi. Sự chết là thành phần của cuộc sống ta. Có thể nào ta sống với sự chết và thấu hiểu được ý nghĩa của sự chấm dứt không? Đó là thấu hiểu ý nghĩa của sự phủ định khước từ, chấm dứt những luyến lưu ràng buộc của ta, chấm dứt những đức tin của ta bằng việc phủ định khước từ. Khi ta phủ định khước từ chấm dứt, thì sẽ có một cái gì đó hoàn toàn mới. Vì thế, trong khi sống, có thể nào phủ định khước từ luyến lưu ràng buộc một cách triệt để không? Đó là sống với sự chết vậy. Chết có nghĩa là chấm dứt vậy. Theo cách đó, thì sẽ có sự hiện thể, sẽ có một cái gì mới xảy ra. Sự chấm dứt vốn vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Thấu hiểu chiều sâu và vẻ đẹp của việc phủ định khước từ cái gì không phải là chân lý. Hãy phủ định khước từ lời nói nước đôi của ta chẳng hạn. Nếu ta đi đền thờ, hãy phủ định khước từ đền thờ để cho trí não bạn có được bản chất toàn nguyên này. Sự chết là một sự chấm dứt, và nó có một sự quan trọng vô cùng trong cuộc sống. Không phải sự tự sát, không phải sự chết không đau đớn, mà là sự chấm dứt những luyến lưu ràng buộc của ta, sự tự hào tự đắc của ta, sự đối kháng của ta hay sự ghen ghét thù hằn của ta đối với một người khác. Khi ta nhìn ngó cuộc sống một cách toàn thể, rồi thì sự chết, sự sống, sự thống khổ, sự vô vọng, sự cô đơn và sự khổ đau, tất cả chúng cùng là một vận hành mà thôi. Khi ta thấy được một cách toàn thể,
thì sẽ có sự tự do giải thoát hoàn toàn khỏi sự chết. Không phải rằng thân xác vật lý sẽ không bị tiêu hoại. Có một cảm giác về sự chấm dứt và do đó không hề có sự tiếp nối gì cả. Có sự tự do giải thoát khỏi sự sợ hãi, việc không có khả năng tiếp tục được nữa. Khi ta như là con người thấu đạt được ý nghĩa trọn vẹn của sự chết, thì liền sẽ có sức sống, sinh khí, sự viên mãn tròn đầy, vốn nằm phía sau sự thấu đạt đó. Y ta đã thoát ra khỏi thức tâm con người rồi vậy. Khi bạn thông đạt được rằng sống và chết không hai, chúng là một, khi bạn bắt đầu chấm dứt trong sự sống, rồi thì bạn sẽ luôn sống sát cánh cùng với sự chết, vốn là một điều phi thường nhất để thực hiện. Không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai, chỉ có sự chấm dứt mà thôi vậy. Ngày 6 tháng 3 năm 1982. Các bạn nên hiểu rằng chúng tôi không đang cố gắng thuyết phục bạn bất cứ điều gì. Chúng tôi không đang tạo ra bất kỳ thứ tuyên truyền nào, cũng không đưa ra những ý tưởng mới hay một lý thuyết ngoại lai hay triết lý kỳ lạ nào đó. Chúng tôi cũng không đang đưa ra bất cứ loại kết luận nào hay chủ trương bất kỳ loại đức tin nào. Xin hãy hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Nhưng cùng nhau, bạn và diễn giả sẽ quan sát những gì đang xảy ra trên thế giới, không phải từ bất kỳ một quan điểm cá biệt nào, cũng không phải từ bất kỳ một quan điểm ngôn ngữ, quốc gia hay tôn giáo nào. Chúng ta sẽ cùng nhau, nếu bạn sẵn lòng quan sát một cách tự do, không có bất kỳ thành kiến nào, không dằn dèo bóp méo những gì thực sự đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chỉ đơn giản là quan sát thôi, chứ không phải chọn theo phe nào, không phải có những kết luận nào đó để quan sát. Nhưng quan sát một cách tự do, hợp lý, lành mạnh, lý do tại sao con người khắp nơi trên thế giới đã trở thành những gì họ là: tàn nhẫn, bạo hành, đầy những ý tưởng kỳ dị, với sự sùng bái tôn thờ chủ nghĩa quốc gia và bộ lạc, với tất cả những phân chia về tín ngưỡng, với tất cả những nhà tiên tri, những đạo sư của họ và tất cả những cấu trúc tôn giáo nọ vốn đã mất hết ý nghĩa rồi. Sự quan sát như thế không phải là một thách thức. Nó sẽ không đem lại cho bạn kinh nghiệm về một cái gì đó. Quan sát không phải là phân tích. Quan sát mà không có sự dằn dèo bóp méo là nhìn thấy một cách rõ ràng, không phải từ bất cứ một quan điểm cá nhân hay ý thức hệ nào cả. Đó là quan sát ngõ hầu chúng ta có thể thấy sự vật như chúng là, thấy cả bên trong lẫn bên ngoài những gì thực sự đang xảy ra ở hiện tượng bên ngoài và cái cách mà chúng ta sống ở tâm lý bên trong. Chúng ta đang cùng nhau thảo luận kỹ càng như là hai người bạn đang đi trên một lối đi yên tĩnh trong một ngày mùa hạ. Quan sát và chuyện trò về những vấn đề khó khăn của nhau, đớn đau, khổ sở, muộn phiền, rối loạn bất an của nhau, sự thiếu an toàn, và thấy một cách rõ ràng lý do tại sao con người khắp nơi trên thế giới luôn cư xử như họ đang làm. Chúng ta đang hỏi lý do tại sao sau hàng ngàn ngàn năm con người vẫn tiếp tục chịu khổ, vẫn luôn có nỗi đau đớn không cùng về phương diện tâm lý, vẫn tiếp tục lo âu, xao xuyến, bất an và sợ hãi mà không hề có sự an toàn gì cả, dù ở bên ngoài hoặc ở bên trong. Không hề có sự phân chia giữa bên ngoài và bên trong, giữa thế giới mà con người đã tạo ra bên ngoài và vận hành chuyển biến đang xảy ra bên trong. Đó giống như là một con nước ra vào hoặc lớn rộng. Nó vẫn là cùng một vận hành chuyển biến mà thôi. Không hề có sự phân chia như là bên ngoài và bên trong. Nó là một vận hành liên tục. Để thấu hiểu vận hành này, chúng ta phải cùng nhau xem xét, nghiên cứu thức tâm chúng ta. Chúng ta là gì? Tại sao chúng ta ứng xử theo cách
mà chúng ta đang làm, tàn bạo và không hề có tương giao thực sự với nhau. Chúng ta phải xem xét, nghiên cứu xem lý do tại sao sau hàng ngàn ngàn năm rồi chúng ta luôn sống trong xung đột và đau khổ triền miên, và tại sao những tôn giáo đã đánh mất hoàn toàn ý nghĩa của chúng. Chúng ta sẽ lấy điển hình sự hiện hữu của con người như nó là, quan sát và thực sự khám phá ra cho chính mình, xem liệu có sự khả hữu nào về một cuộc chuyển hóa tầng nền tảng nơi thân phận con người hay không. Không phải một cuộc chuyển hóa càn cợt, không phải một cuộc cách mạng vật lý, mà không cái nào vốn đã làm phát sinh được một cuộc chuyển hóa tận nền tảng, tận căn để trong tâm trí con người. Và chúng ta sẽ khám phá xem liệu có thể nào để cho sự xung đột, tranh đấu, niềm đau và nỗi khổ của cuộc sống hàng ngày của chúng ta chấm dứt được không. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và thấy ra liệu có thể nào được tự do giải thoát tận căn để khỏi tất cả mọi giày vò thống khổ của cuộc sống này, với niềm vui đôi lúc thoáng qua của nó không. Đây không phải là một bài diễn thuyết bạn đang tham dự, chia sẻ trong sự quan sát này. Chúng ta không đang sử dụng bất cứ biệt ngữ nào hay bất cứ những tham khảo ngôn ngữ đặc biệt nào. Chúng ta đang sử dụng tiếng Anh đơn giản hàng ngày. Truyền đạt thông tri chỉ có thể có được khi nào cả hai chúng ta cùng nhau. Chúng ta phải nhấn mạnh từ cùng nhau. Suốt thời gian, khi chúng ta xem xét cuộc sống chúng ta và khi chúng ta thẩm tra lý do tại sao chúng ta là những gì chúng ta đang trở nên là. Kiến thức có một vị trí như thế nào trong sự chuyển hóa của con người? Nó có bất cứ một vị trí nào không trong cuộc chuyển hóa đó? Kiến thức là cần thiết trong cuộc sống thường nhật, đi đến văn phòng, sử dụng những kỹ năng khác nhau và vân vân. Nó cần thiết trong lĩnh vực kỹ thuật, trong lĩnh vực khoa học. Nhưng trong cuộc chuyển hóa của tâm lý của con người mà chúng ta đang thuộc về tâm lý đó, thì kiến thức có bất cứ một vị trí nào trong cuộc chuyển hóa đó không chứ? Kiến thức là sự tích lũy kinh nghiệm, không chỉ là kinh nghiệm cá nhân mà còn là sự tích lũy của kinh nghiệm quá khứ, vốn được gọi là truyền thống. Truyền thống đó được trao truyền lại cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đã tích lũy không chỉ kiến thức tâm lý cá nhân có tính cách riêng tư, mà còn cả các kiến thức tâm lý vốn đã được trao truyền và quy định con người qua hàng ngàn năm rồi. Chúng ta đang hỏi rằng liệu kiến thức tâm lý đó có thể có bao giờ chuyển hóa con người tận căn để được không? Ngõ hầu con người được là một con người hoàn toàn không bị quy định. Bởi vì nếu có bất cứ một hình thức quy định nào có tính cách tinh thần bên trong, thì ta không thể nào tìm gặp được chân lý cả. Chân lý là một lãnh địa không có đường vào, và nó phải đến với ta khi có sự tự giải thoát hoàn toàn khỏi sự quy định triền phược. Có những người chấp nhận và nói rằng sự quy định của con người là không thể tránh được, và rằng con người không tài nào có thể đào thoát khỏi nó được. Y đã bị quy định và y không thể làm gì hơn được là cải thiện hay sửa đổi sự quy định đó mà thôi. Có một yếu tố mạnh mẽ rõ rệt trong nếp tư tưởng Tây Phương vốn chủ trương quan điểm này. Con người bị quy định bởi thời gian, bởi sự tiến hóa, bởi di truyền và xã hội, bởi giáo dục và bởi tôn giáo. Sự quy định đó có thể được sửa đổi, cải tiến, nhưng con người có bao giờ có thể tự do giải thoát nó được? Đây là những gì những người phát xít và những người khác chủ trương, vạch ra, chỉ điểm ra về phương diện lịch sử và thực tế rằng tất cả chúng ta đều bị quy định bởi quá khứ, bởi giáo dục của chúng ta, bởi gia đình của chúng ta và vân vân. Họ nói rằng không hề có lối thoát ra khỏi sự quy định đó bao giờ, và do đó con người phải luôn luôn chịu khổ, phải luôn luôn ở trong tình trạng bất ổn, phải luôn luôn đi theo con đường đấu tranh, đau khổ và buồn lo xao xuyến. Những gì chúng ta đang nói thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta đang nói rằng sự quy định này có thể được khử bỏ hoàn toàn để cho con người được tự do giải thoát. Chúng ta sẽ thẩm tra, tìm hiểu xem sự quy định này là gì và tự do giải thoát là gì. Chúng ta sẽ thấy được rằng liệu sự quy định này
vốn bén rễ quá sâu trong những nơi ẩn khuất, những hốc kẹt tiềm ẩn trong tâm trí, và vốn cũng rất là năng động ở những phần cạn cợt bên ngoài nữa. Liệu sự quy định này có thể được thấu triệt, ngõ hầu con người được tự do giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả mọi khổ đau và lo âu xao xuyến hay không? Vì thế, trước hết chúng ta phải nhìn ngõ, quan sát thức tâm của chúng ta, xem nó được hình thành bởi những gì, xem những gì là nội dung của nó. Chúng ta phải thẩm tra xem liệu nội dung đó của thức tâm mà chúng ta đã tự đồng hóa mình với nó như là những cá nhân, liệu nó có phải là thức tâm cá nhân trong thực tế hay không? Có phải thức tâm cá nhân này mà mỗi người chúng ta vốn cưu mang, gìn giữ như là tách biệt với những thức tâm khác thì có tính cách cá nhân chút nào không? Hay nó là thức tâm của nhân loại? Xin hãy lắng nghe điều này trước hết. Bạn có thể hoàn toàn không đồng ý, đừng phản đối mà hãy quan sát thôi. Đây không phải là một vấn đề khoan dung tự nhượng. Khoan nhượng là kẻ thù của tình yêu. Hãy chỉ quan sát mà không có bất cứ một cảm giác nào về sự đối kháng những gì chúng tôi đang nói. Cái thức tâm mà chúng ta tự đồng hóa mình với nó như là những cá nhân, nó có tính chất cá nhân chút nào hay không? Hay nó là thức tâm của nhân loại, nghĩa là thức tâm với tất cả nội dung của nó về sự đau thương, hồi ức, thống khổ, những quan điểm quốc gia chủ nghĩa, niềm tin, sùng bái thì luôn luôn tương tục ngay suốt khắp nơi trên thế giới. Bất cứ nơi nào bạn đến, con người đều luôn đau khổ, tranh giành, phấn đấu, lo âu xao xuyến, đầy bất chắc, thống khổ, thất vọng, phiền não, tin tưởng đủ thứ, những cái phi lý thuộc về tôn giáo có tính chất mê tín dị đoan. Điều này vốn phổ biến chung cho tất cả nhân loại, cho dù là ở châu Á hay ở đâu, hay ở phương Tây cũng vậy. Vì thế, thức tâm của bạn mà bạn đã đồng hóa mình với nó như là thức tâm cá nhân vốn là một ảo tưởng. Nó là thức tâm của phần còn lại của nhân loại. Bạn tức là thế giới và thế giới tức là bạn. Xin hãy xem xét điều này, hãy thấy được sự nghiêm túc của nó, cái trách nhiệm liên quan với nó. Bạn đã đấu tranh suốt đời mình như là một cá nhân, một cái gì tách biệt khỏi phần còn lại của nhân loại. Và khi bạn khám phá rằng thức tâm của bạn là thức tâm của phần còn lại của nhân loại, thì điều đó có nghĩa là bạn là toàn thể nhân loại, bạn không phải là một cá nhân. Bạn có thể có kỹ năng cá biệt của riêng bạn, khuynh hướng cá biệt của riêng bạn, tính khí cá biệt của riêng bạn, nhưng bạn thực sự chính là phần còn lại của nhân loại, bởi vì thức tâm của bạn là thức tâm của mọi con người khác. Thức tâm đó được kết tạo bởi tư tưởng. Thức tâm đó là kết quả của hàng ngàn ngàn năm tư tưởng. Tư tưởng đã luôn luôn là quan trọng phi thường nhất trong cuộc sống chúng ta. Tư tưởng đã tạo ra kỹ thuật hiện đại. Tư tưởng đã tạo ra chiến tranh. Tư tưởng đã phân chia con người thành những quốc gia khác nhau. Tư tưởng đã làm phát sinh những tôn giáo riêng biệt. Tư tưởng đã tạo ra những công trình kiến trúc tuyệt diệu của những thánh đường, những đền điện và nhà thờ Hồi giáo. Những nghi lễ, những kinh cầu, tất cả những trò múa rối, nếu tôi có thể dùng từ đó, diễn ra trong danh nghĩa của tôn giáo, vốn được kết tạo bởi tư tưởng. Thức tâm là hoạt động của tư tưởng, và tư tưởng đã trở nên quan trọng vô cùng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải quan sát xem tư duy là gì mà đã làm phát sinh rối loạn quá chừng đến thế trên thế giới. Tư tưởng đóng một vai trò trong những tương giao của chúng ta với nhau, dù là thân tình hay không. Tư tưởng là nguồn gốc của sợ hãi. Chúng ta phải quan sát xem tư tưởng có vị trí nào trong sự khoái lạc, xem nó có vị trí nào trong đau khổ, và xem liệu tư tưởng có bất cứ chút vị trí nào trong tình yêu hay không. Điều quan trọng là phải quan sát sự vận hành của tự thân tư tưởng. Quan sát vận hành của tư tưởng là một phần của sự tham thiền. Tham thiền không phải chỉ là một sự lặp đi lặp lại một cách phi lý những ngôn từ nào đó, bỏ ra vài phút cho điều đó sáng, trưa và chiều. Tham thiền là thành phần của cuộc sống. Tham thiền là khám phá ra sự tương giao của tư tưởng và sự yên lặng, sự tương giao của tư tưởng và cái không có thời gian.
Tham thiền là thành phần của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như sự chết là thành phần của cuộc sống chúng ta, cũng như tình yêu là thành phần của cuộc sống chúng ta. Điều khá đơn giản khi bạn được hỏi một câu hỏi quen thuộc là trả lời tức thời. Bạn được hỏi tên mình, câu trả lời của bạn thì tức thời. Bởi vì bạn đã lặp đi lặp lại tên mình quá thường xuyên nên nó hiện đến dễ dàng. Nhưng nếu bạn được hỏi một câu hỏi phức tạp thì có một khoảng thời gian giữa câu hỏi và câu trả lời. Trong khoảng thời gian đó, tư tưởng đang thẩm tra và cuối cùng tìm ra một câu trả lời. Nhưng khi bạn được hỏi một câu hỏi quá sâu và bạn trả lời "tôi không biết" thì có một sự chấm dứt tư tưởng. Rất ít người thực sự nói rằng "tôi không biết". Họ giả bộ nghĩ rằng họ biết. Có thể nhiều người các bạn tin tưởng vào Thượng Đế. Đó là hy vọng cuối cùng, là niềm an lạc cuối cùng, là sự an toàn rốt ráo. Và khi bạn thực sự tự hỏi mình một cách nghiêm túc, với sự nồng nhiệt mãnh liệt, cái câu hỏi "bạn có thực sự biết Thượng Đế không? Bạn có thực sự tin tưởng không?" Rồi thì nếu bạn thành thực, bạn sẽ nói "thực sự là tôi không biết". Khi ấy tâm trí bạn thực sự đang quan sát, đang chiếu kiến. Sự tích lũy kinh nghiệm được dồn chứa lại trong trí não dưới dạng ký ức là kiến thức, và sự phản ứng lại ký ức đó là tư tưởng. Tư tưởng là một tiến trình vật chất, không có gì thiêng liêng quyền bí ở nơi tư tưởng cả. Cái hình tượng mà chúng ta tôn thờ như là thiêng liêng quyền bí vốn vẫn là thành phần của tư tưởng. Tư tưởng thì luôn luôn phân chia tách biệt, manh mún, và kiến thức thì không bao giờ hoàn bị về bất cứ điều gì. Tư tưởng, cho dù là cao thượng hay tầm thường, thì vẫn luôn luôn là manh mún, vẫn luôn luôn là phân ly, chia rẽ, bởi vì nó vốn được rút ra từ ký ức. Hết thảy mọi hành động của chúng ta đều dựa trên tư tưởng. Do đó, mọi hành động đều bị giới hạn, manh mún, chia rẽ phân ly, không hoàn toàn. Nó không bao giờ có thể hoàn toàn cả. Tư tưởng, dù là của thiên tài vĩ đại nhất, của những họa sĩ, những khoa học gia, hay là của những hoạt động hàng ngày, nhỏ nhen, ti tiện của tư tưởng, thì đều luôn luôn bị giới hạn, manh mún, chia rẽ, phân ly. Bất cứ hành động nào sản sinh từ tư tưởng đó, ắt hẳn phải làm phát sinh xung đột. Có những sự phân chia bộ lạc, quốc gia, mà tâm trí vốn bám vào đó trong việc tìm kiếm an ninh, an toàn của nó. Chính sự tìm kiếm an toàn đó sẽ làm phát sinh ra những cuộc chiến tranh. Sự tìm kiếm an toàn cũng là hoạt động của tư tưởng. Vì thế, vốn không hề có an ninh, an toàn, bảo đảm trong tư tưởng bao giờ. Bản chất của nội dung thức tâm là tư tưởng. Tư tưởng đã làm phát sinh một cấu trúc của sợ hãi, của đức tin trong tâm thức. Ý tưởng về một đấng cứu rỗi, về đức tin, về lo âu, xao xuyến, khổ đau. Tất cả những điều đó được kết tạo lại bởi tư tưởng và là nội dung của thức tâm. Chúng ta đang hỏi rằng liệu nội dung của thức tâm đó có thể được vũ sạch, ngõ hầu hiện khởi được một chiều kích hoàn toàn khác biệt hay không? Chính chỉ trong chiều kích đó mới có thể có tính sáng tạo. Cái tính sáng tạo vốn không nằm trong nội dung của thức tâm. Vì vậy, chúng ta hãy quan sát một trong những nội dung của thức tâm xem. Đó là sự tương giao giữa con người với nhau, giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tại sao lại có sự xung đột như thế trong sự tương giao đó? Sự khổ đau như thế và sự phân chia tách biệt không ngơi như thế mới được chứ? Thẩm tra tìm hiểu điều này thật là quan trọng, bởi vì con người vốn hiện hữu trong tương giao. Không hề có những bậc thánh thiện, những ẩn sĩ hay tu sĩ không có tương giao liên hệ bao giờ. Mặc dù họ có thể rút lui vào trong một tu viện hay đi vào một hang động nào đó ở Hy Mã Lạp Sơn, họ vẫn có tương giao liên hệ. Thật là quan trọng phải thấu hiểu tại sao con người không bao giờ sống hòa bình trong tương giao. Tại sao luôn có sự đấu tranh và đau khổ, sự ghen tị, sự lo âu xao xuyến khủng khiếp này. Và thấy được rằng liệu có thể nào được tự do giải thoát khỏi tất cả những thứ đó và do đó sống trong sự tương giao chân thực không? Khám phá tương giao chân thật là gì? Đòi hỏi rất nhiều tìm hiểu thẩm tra, rất nhiều quan sát chiếu soi. Quan sát không phải là phân tích,
Điều này là cũng rất quan trọng, phải thấu hiểu. Bởi vì hầu hết chúng ta đều thường quen với sự phân tích. Chúng ta đang quan sát sự tương giao thực sự của đàn ông với đàn ông và đàn ông với đàn bà, giữa hai con người với nhau. Hỏi vậy chứ tại sao phải nên có quá nhiều đấu tranh, lo âu xao xuyến, khổ đau như thế? Trong sự tương giao giữa hai con người, cho dù là họ có lập gia đình hay không, vậy chứ họ có bao giờ gặp nhau về phương diện tâm lý không? Họ có thể gặp nhau về phương diện thân xác, trên giường, nhưng ở bên trong về phương diện tâm lý thì không phải họ, cũng giống như hai đường thẳng song song. Mỗi người theo đuổi cuộc sống của riêng mình, thành tựu của riêng mình, sự biểu hiện của riêng mình sao? Vì thế, giống như hai đường thẳng song song, họ không bao giờ gặp nhau. Và do đó, luôn có chiến trận, đấu tranh, thống khổ vì không hề có sự tương giao thực sự. Họ nói rằng họ tương giao, liên hệ, thân tình. Nhưng điều đó không đúng, điều đó không thành thực. Bởi vì mỗi người đều có một hình ảnh về người kia mà y đang chung sống. Thực ra chúng ta có hai hình ảnh hay nhiều hình ảnh. Chàng đã tạo ra một hình ảnh về nàng và nàng đã tạo ra một hình ảnh về chàng. Những hình ảnh này được kết tạo lại qua những phản ứng vốn được ghi nhớ, vốn trở thành cái hình ảnh mà bạn có về cô ta và cô ta có về bạn. Sự tương giao giữa hai hình ảnh này vốn là những biểu tượng của ký ức của sự đau khổ. Vì thế, thực ra không hề có sự tương giao gì cả. Thế nên ta hỏi, có thể nào không hề có bất cứ một hình ảnh gì cả về một người khác không? Bao lâu mà ta có một hình ảnh về cô ấy và cô ấy có một hình ảnh về ta thì nhất định phải có xung đột. Bởi vì sự dung quán những hình ảnh đã hủy hoại tương giao rồi. Qua sự tương giao, ta có thể khám phá ra rằng liệu có thể nào không có một hình ảnh về chính ta hay về một người khác hay không? Hoàn toàn không có những hình ảnh gì cả. Bao lâu mà ta còn có một hình ảnh về chính ta thì ta sẽ bị va chạm, tổn thương. Đó là một trong những khổ đau trong đời. Từ thuở ấu thơ, qua trường học, cao đẳng, đại học và ngay cả qua cuộc sống, ta luôn không ngớt bị tổn thương với tất cả những hệ quả của nó và tiến trình tìm tiến của sự cô lập, ngõ hầu không bị tổn thương. Và cái gì là cái bị tổn thương mới được chứ? Đó chính là cái hình ảnh mà ta đã dựng lên chung quanh ta. Nếu ta có thể hoàn toàn tự do giải thoát khỏi tất cả mọi hình ảnh, rồi thì có thể sẽ không hề có sự tổn thương, không hề có sự nịnh hót bợ đỡ nữa. Giờ thì hầu hết mọi người đều tìm kiếm sự an toàn trong cái hình ảnh mà họ đã tạo dựng cho chính mình, vốn là cái hình ảnh mà tư tưởng đã tạo ra. Vì thế chúng ta đang hỏi, đang quan sát xem liệu cái hình ảnh này vốn được tạo dựng nên từ thời thơ ấu, được kết tạo lại bởi tư tưởng, là một cấu trúc của những ngôn từ, một cấu trúc của những phản ứng, một tiến trình của những hồi ức, những biến cố, những tổn thương, những ý tưởng, những đớn đau tồn tại vĩnh hằng, sâu thẳm, lâu xa. Liệu cái hình ảnh đó có thể nào chấm dứt toàn triệt hay không? Bởi vì chỉ khi ấy, bạn mới có thể có bất cứ thứ tương giao nào đó với một người khác được. Trong tương giao, khi không có hình ảnh gì cả, thì sẽ không hề có sự xung đột bao giờ. Đây không chỉ là một lý thuyết, một lý tưởng. Diễn giả đang nói rằng đó là một thực kiện. Nếu ta thâm nhập vào điều đó thật sâu, thì ta sẽ khám phá rằng ta có thể sống trong cái thế giới bạo tàn quái đản này mà vẫn không hề có, dù là chỉ một hình ảnh thôi, về chính ta. Rồi thì những tương giao liên hệ của ta sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, không hề có bất cứ sự xung đột nào cả. Giờ thì khi bạn đang lắng nghe diễn giả, vậy chứ bạn có ý thức về hình ảnh của riêng bạn và sự chấm dứt của hình ảnh đó không? Hay bạn sẽ có hỏi, tôi phải làm thế nào để chấm dứt hình ảnh đó? Không. Khi bạn hỏi làm thế nào thì hãy thấy cho được ẩn ý trong từ ngữ đó mới được. Cái làm thế nào ngụ ý rằng ai đó sẽ bảo bạn làm gì. Do đó, ai đó đó, người sẽ bảo bạn làm gì đó sẽ trở nên là những chuyên gia, là đạo sư, là người lãnh đạo. Nhưng bạn đã có rồi những chuyên gia, những nhà lãnh đạo, những nhà tâm lý học trong suốt cuộc đời bạn,
mà họ vẫn không thay đổi được bạn. Vì vậy, xin đừng hỏi làm thế nào, phương pháp, cách làm, mà hãy khám phá cho chính bạn xem liệu bạn có thể tự do giải thoát khỏi cái hình ảnh đó một cách hoàn toàn hay không. Bạn có thể tự do giải thoát khỏi nó khi nào bạn đặt hết chú tâm vào những gì một người khác nói. Nếu vợ bạn hay bạn của bạn nói một điều gì đó xấu xí, và nếu vào giây phút đó bạn chú tâm trọn vẹn, rồi thì trong sự chú tâm đó sẽ không hề có sự tạo tác ra những hình ảnh. Khi ấy cuộc sống sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đang quan sát thức tâm của mình với nội dung của nó. Cái nội dung như là sự tổn thương, như là sự tương giao, đã tạo ra thức tâm chúng ta. Một nội dung khác của thức tâm chúng ta là sự sợ hãi. Chúng ta sống với sự sợ hãi không chỉ ở phương diện bên ngoài, mà còn ở nơi rất sâu xa hơn. Trong những nơi ẩn khuất mịt mờ của tâm trí, luôn có sự sợ hãi sâu xa. Sợ hãi về tương lai, sợ hãi về quá khứ, sợ hãi về hiện tại thực tế. Chúng ta nên cùng nhau bàn luận kỹ càng xem liệu có thể nào cho con người đang sống trong thế giới này như nó là lúc này đây, bị đe dọa bởi những cuộc chiến tranh, phải sống cuộc sống hàng ngày. Được tự do giải thoát một cách hoàn toàn, triệt để tất cả mọi sự sợ hãi tâm lý không? Có lẽ hầu hết các bạn có thể đã không đặt một câu hỏi như thế. Hoặc bạn có thể đã có đặt câu hỏi đó và cố gắng tìm ra một đường lối đào thoát khỏi sợ hãi, hay trấn áp nó, khước từ nó, giải thích duy lý về nó. Nhưng nếu bạn thực sự đang quan sát một cách sâu xa bản tính của sợ hãi, thì bạn phải nhìn ngó xem sợ hãi là gì. Phải thực sự thấy được những nguyên nhân góp phần vào cho sự sợ hãi là gì. Hầu hết chúng ta đều kinh sợ, sợ ngày mai, sợ chết, sợ chồng hay sợ vợ hay sợ bạn gái bạn. Có quá nhiều thứ mà chúng ta sợ hãi. Sợ hãi thì giống như một cội cây khổng lồ có vô số những cành nhánh. Thật là vô ích chỉ xén kẽ những cành nhánh. Bạn phải thâm nhập đến tận gốc rễ của nó và thấy ra rằng liệu có thể nào bứng tiệt gốc rễ nó một cách triệt để đến độ rằng bạn hoàn toàn tự do giải thoát khỏi nó hay không? Đó không phải là một vấn đề về việc liệu chúng ta có sẽ vẫn luôn luôn tự do giải thoát khỏi sự sợ hãi hay không. Khi bạn đã thực sự bứng tiệt những gốc rễ rồi, thì không thể nào có khả năng sợ hãi sẽ xâm nhập vào đời sống tâm lý của bạn cả. Một trong những lý do cho sự sợ hãi là sự so sánh. So sánh ta với một người khác, hoặc so sánh ta với những gì ta đã là và với những gì ta thích được là. Hoạt động của sự so sánh là sự rập khuôn, thuận tòng, bắt chước, sửa sai. Đó là một trong những nguồn sợ hãi. Có khi nào ta cố gắng không bao giờ so sánh mình với một người khác, hoặc về phương diện vật lý, hoặc về phương diện tâm lý không? Khi ta không so sánh, thì ta sẽ không trở nên là. Toàn thể cơ cấu giáo dục thuộc về văn hóa là trở nên một cái gì, là được là một cái gì. Nếu ta là một người nghèo, thì ta muốn trở nên là một người giàu. Nếu ta là một người giàu, thì ta sẽ tìm kiếm thêm quyền lực. Về phương diện tôn giáo và xã hội, ta luôn luôn mong muốn trở thành một cái gì đó. Trong sự mong muốn này, trong khát vọng trở nên này, luôn luôn có sự so sánh. Sống mà không có so đo, sánh đọ gì cả là một việc hết sức phi thường, vốn chỉ xảy ra khi ta không hề có sự đo lường chắc lượng. Bao lâu mà ta còn đo lường toan tính, có tính cách tâm lý, thì bắt buộc phải có sự sợ hãi. Bởi vì ta luôn luôn phấn đấu và ta có thể sẽ không đạt được. Một lý do khác cho sự sợ hãi là sự ham muốn dục vọng. Chúng ta phải quan sát bản tính và cơ cấu của ham muốn hay dục vọng và xem tại sao ham muốn là trở nên quan trọng quá đỗi trong cuộc sống chúng ta. Nơi nào có dục vọng thì nơi đó phải có sự xung đột, sự ganh đua, sự tranh đấu. Vì thế, nếu bạn có nghiêm túc chút nào đó, và những ai nghiêm túc thật sự sống, đối với họ cuộc sống có ý nghĩa vô cùng, có trách nhiệm vô cùng, thì việc khám phá xem dục vọng là gì vốn rất là quan trọng. Những tôn giáo khắp trên thế giới đã kêu gọi hãy trấn áp dục vọng. Những nhà tu không phải những kẻ sùng tín quỷ mị, mà là những người đã phó thác mình vào một hình thức nào đó của tôn giáo,
có tổ chức theo tín ngưỡng cá biệt của riêng họ, đã cố gắng chuyển hóa hay cao thượng hóa dục vọng, nhân danh một biểu tượng, một đấng cứu rỗi. Nhưng dục vọng hay ham muốn là một năng lực mãnh liệt vô cùng trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta hoặc là đè nén, đào thoát, hoặc là thay thế những hoạt động của dục vọng, hay chúng ta giải thích biện bác xem nó khởi lên như thế nào, xem nguồn gốc của nó là gì. Vì vậy chúng ta hãy quan sát vận hành của dục vọng. Chúng ta không đang nói rằng nó phải được trấn áp, đè nén, đào thoát hay cao thượng hóa, dù từ ngữ này có thể có nghĩa gì. Hầu hết chúng ta là những con người khác thường. Chúng ta muốn tất cả đều được giải thích. Chúng ta muốn tất cả đều được trình bày một cách rõ ràng, rành mạch, bằng ngôn từ hay trong một biểu đồ. Và rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu nó. Chúng ta đã trở nên là những nô lệ cho những giải thích. Chúng ta không bao giờ cố gắng khám phá ra cho chính mình xem vận hành của dục vọng là gì, xem nó đi vào hiện thực bằng cách nào. Diễn giả sẽ xem xét vấn đề này, nhưng giải thích không phải là thực tại. Ngôn từ không phải là sự vật. Ta phải không bị vướng kẹt trong ngôn từ, trong giải thích. Bức vẽ của một ngọn núi trên giấy bạc vốn không phải là ngọn núi thực. Nó có thể được vẽ một cách tuyệt đẹp, nhưng nó vẫn không phải là vẻ đẹp thâm sâu phi thường của một ngọn núi, vẻ uy nghi đường bề nổi bật trên nền trời xanh. Cũng thế, sự giải thích về dục vọng không phải là vận hành thực sự của dục vọng. Sự giải thích không hề có giá trị gì cả, chừng nào chúng ta còn không thực sự thấy, thực sự chính mình chứng kiến. Sự quan sát bắt buộc phải tự do, không có một định hướng nào, không có một động cơ nào ngõ hầu thấu hiểu vận hành của dục vọng. Dục vọng ham muốn nổi lên từ cảm giác, cảm giác là tiếp xúc, là thấy. Rồi tư tưởng tạo ra một hình ảnh từ cảm giác đó. Vận hành đó của tư tưởng là sự bắt đầu của dục vọng. Nghĩa là bạn thấy một chiếc xe ô tô đẹp và tư tưởng tạo ra hình ảnh bạn ngồi trong chiếc xe đó và vân vân. Vào giây phút đó là sự bắt đầu của dục vọng, của ham muốn. Nếu bạn không có cảm giác gì cả, có lẽ là đã bị tê liệt. Hẳn nhiên là phải có sự hoạt động của các giác quan. Khi cảm giác thấy hay xúc chạm nổi lên, thì tư tưởng tạo ra hình ảnh của bạn ngồi trong chiếc xe đó. Giây phút tư tưởng tạo ra hình ảnh thì liền có sự sinh khởi của dục vọng. Đòi hỏi phải có một tâm trí trú tâm cao độ để thấy được sự quan trọng của cảm giác hoàn toàn trọn vẹn, chứ không phải một sinh hoạt riêng rẽ của những giác quan được theo sau bởi hoạt động của tư tưởng tạo ra một hình ảnh. Bạn đã có bao giờ quan sát cảnh hoàng hôn với sự chuyển động của biển cả bằng toàn bộ những giác quan của bạn không? Khi bạn quan sát bằng tất cả những giác quan thì lúc ấy không hề có một trung tâm để từ đó bạn quan sát. Ngược lại, nếu bạn trau dồi dung quán chỉ một hay hai giác quan mà thôi thì sẽ có sự manh mún, sự dở dụng. Nơi nào có sự manh mún thì nơi đó có cấu trúc của bản ngã, của cái tôi. Trong việc quan sát dục vọng như là một trong những yếu tố của sự sợ hãi, hãy nhìn thấy cho được tư tưởng đã chen vào như thế nào và đã tạo ra hình ảnh như thế nào. Nhưng nếu ta chú tâm hoàn toàn trọn vẹn thì tư tưởng sẽ không xen vào vận hành của cảm giác. Điều đó đòi hỏi sự chú tâm vô cùng lớn lao ở bên trong cùng với kỷ luật của nó. Một yếu tố khác của những yếu tố sợ hãi là thời gian. Thời gian tâm lý không phải thời gian dưới hình thức mặt trời mọc và lặn, ngày hôm qua và ngày hôm nay và ngày mai, mà là thời gian tâm lý như là ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai. Thời gian là một trong những yếu tố chính của sự sợ hãi. Điều đó không có nghĩa rằng thời gian như là một chuyển động phải chấm dứt, mà rằng bản chất của thời gian tâm lý phải được thấu hiểu. Không phải trên mặt trí thức hay ngôn từ, mà thực sự được quan sát ở bên trong về phương diện tâm lý. Chúng ta có thể tự do giải thoát khỏi thời gian và cũng có thể là những nô lệ của thời gian. Có một yếu tố bạo hành trong hầu hết chúng ta vốn đã chưa bao giờ được giải quyết, chưa bao giờ được rũ sạch, ngõ hầu chúng ta có thể sống một cách trọn vẹn mà không hề có bạo hành gì cả. Vì không có khả năng tự do giải thoát khỏi bạo hành, nên chúng ta đã tạo ra cái ý tưởng về cái đối nghịch của nó, sự bất bạo động. Bất bạo động
vốn không phải là thực kiện có thật. Bạo hành mới là một thực kiện. Bất bạo động vốn không hiện hữu, ngoại trừ như là một ý tưởng. Cái hiện hữu, cái đang là bạo hành. Đó cũng giống như những người nọ ở Ấn Độ luôn nói rằng họ tôn thờ ý tưởng về sự bất bạo động. Họ giảng thuyết về nó, bàn luận về nó, bắt chước theo nó. Họ luôn đối đầu với một cái không thật hay phi thực kiện, một cái không thực có hay phi thực tại, tức là đối đầu với một ảo tưởng. Cái vốn là một thực kiện chính là sự bạo hành, dù là lớn lao hay nhỏ nhặt, nhưng vẫn là bạo hành. Khi bạn theo đuổi sự bất bạo động, vốn là một ảo tưởng, vốn không phải là một thực tại, thì bạn đang dung quén thời gian. Nghĩa là tôi đang bạo hành, bạo động, nhưng tôi sẽ không bạo hành hay bất bạo động. Cái tôi sẽ là thời gian, vốn là tương lai, một tương lai không hề có thực. Nó được phát minh bài vẽ bởi tư tưởng như là một cái đối nghịch của bạo hành. Chính sự trì hoãn bạo hành đã tạo ra thời gian. Nếu có một sự thấu hiểu và vì thế có sự chấm dứt bạo hành, thì sẽ không hề có thời gian tâm lý gì cả. Chúng ta có thể là những chủ nhân của thời gian tâm lý. Thời gian tâm lý đó có thể bị loại bỏ hoàn toàn nếu bạn thấy được rằng cái đối nghịch không phải là thật. Cái đang là không hề có thời gian. Thấu hiểu cái đang là không đòi hỏi thời gian, mà chỉ cần một sự quan sát trọn vẹn. Trong sự quan sát bạo hành chẳng hạn, không hề có vận hành của tư tưởng, mà chỉ có việc gom giữ cái năng lực vĩ đại nọ mà chúng ta gọi là bạo hành, và việc quan sát nó. Nhưng ngay giây phút có một sự vặn vẹo méo mó vốn là động cơ cố gắng trở nên bất bạo động, thì bạn sẽ đưa thời gian vào rồi vậy. Sự so sánh với tất cả mọi phức tạp nhiêu khê của nó cùng với dục vọng và thời gian đều là những yếu tố của sợ hãi, sự sợ hãi thâm căn cố đế. Khi có sự quan sát và do đó không có vận hành nào của tư tưởng, chỉ thuần túy quan sát toàn bộ vận hành của sự sợ hãi thôi, thì liền sẽ có sự chấm dứt sợ hãi hoàn toàn. Và người quan sát sẽ không còn khác biệt với đối tượng bị quan sát. Đây là một yếu tố quan trọng phải thấu triệt. Và khi bạn quan sát một cách triệt để thì sẽ có sự chấm dứt sợ hãi. Vì khi ấy, tâm trí con người sẽ không còn bị vướng kẹt trong sự vận hành của sợ hãi nữa. Nếu có sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào thì tâm trí sẽ bị rối loạn, méo mó, và do đó nó sẽ không có được sự sáng suốt minh mẫn. Và bắt buộc phải có sự sáng suốt minh mẫn để cái vĩnh hằng, cái bất diệt hiện thể. Quan sát sự vận hành của sợ hãi trong chính mình, nhìn ngó toàn thể sự phức tạp diêu khê, sự thêu dệt của sợ hãi, và trụ lại với nó một cách triệt để, không hề có bất cứ vận hành nào của tư tưởng, ấy chính là sự chấm dứt sợ hãi hoàn toàn rồi vậy. 27 tháng 3 năm 1982.